Đây là kem nhà làm có hương vị chanh dây, được dùng để trái bánh sinh nhật. Trước đây mình đã chia sẻ cách tự làm kem bằng tay, không cần dùng máy. Hôm nay thì mình sẽ dùng máy. Và một điều đặc biệt ở video ngày hôm nay, đó chính là công thức làm kem với hương vị chanh dây, rất là thơm ngon, ăn không bị ngán. Kem có vị chua chua, ngọt ngọt, thơm mùi chanh dây. Kem lạnh sẽ hơi giòn, mềm, đặc biệt là không bị tan chảy ở nhiệt độ phòng. Tuy là kem nhà làm, nhưng đảm bảo một điều là sẽ ngon hơn ngoài tiệm. Cụ thể cách làm như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi sau đây nhé. Nguyên liệu để làm kem bao gồm có bơ lạc, lòng đỏ trứng gà, sữa tươi, bột mì, đường và mứt chanh dây nhà làm. Khi chọn bơ thì chúng ta có thể chọn bơ lạc từ sữa hoặc là bơ lạc thực vật. Bơ lạc thì trong thành phần nguyên liệu sẽ không có muối. Nếu có muối thì kem thành phẩm vẫn đẹp nhưng mà sẽ rất là mặn, ăn không ngon. Và kem này có thành phần chính là từ bơ cho nên không thể thay thế bơ bằng nguyên liệu khác các bạn nhé. Sữa tươi để làm kem thì chúng ta nên ưu tiên chọn sữa full cream hoặc là full fat, bởi vì thành phần chất béo trong hai loại kem này sẽ cao hơn các loại sữa khác. Như vậy thì kem sẽ đậm đặc, ngon hơn. Nếu không mua được hai loại sữa trên thì chúng ta cũng có thể chọn sữa tươi không đường hoặc là sữa tươi có đường. Trong công thức mình sử dụng ở đây là sữa full cream. Sữa full cream cũng là sữa không đường. Nếu các bạn dùng sữa tươi có đường thì nên giảm lượng đường cho vào để kem có độ ngọt phù hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ làm kem trộn với các thành phần bao gồm lòng đỏ trứng gà, sữa, bột mì và đường. Công thức làm kem trộn của video này thì mình có để ở phần mô tả bên dưới video. Còn về cách làm thì trước đây mình cũng đã từng chia sẻ rồi, cho nên các bạn vui lòng xem ở đường link bên dưới phần mô tả của video này nhé. Bây giờ chúng ta bước vào công đoạn chính là đánh kem. Trước khi dùng thì mình cũng phải lấy bơ lạc ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 2 giờ đồng hồ để cho kem hết lạnh thì mới có thể bắt đầu sử dụng được. Còn hỗn hợp kem trộn ở bước 1 thì cũng phải nguội rồi, đảm bảo là kem không còn nóng nữa thì mới có thể sử dụng được. Trước khi bắt đầu cho kem trộn vào cùng với bơ thì chúng ta cũng phải lưu ý là kem trộn phải đạt được độ dẻo giống như trên màn hình. Nếu như hỗn hợp kem trộn bị loãng thì kem sẽ bị loãng theo và không đánh bông được. Trường hợp kem trộn đã nguội rồi nhưng mà vẫn còn rất là loãng, chưa được sệt lại như thế này thì chúng ta khoan hãy cho kem vào, mà hãy tiếp tục đun thêm một chút nữa để cho kem sệt lại thì mới có thể dùng được. Cũng xin lưu ý là chúng ta không được để cho hỗn hợp kem trộn còn nóng tiếp xúc trực tiếp với bơ, vì như vậy sẽ làm cho bơ bị tách nước, không đánh bông được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh kem. Nếu không có máy thì các bạn cũng có thể dùng phơi đánh trứng bằng tay. Quy trình làm cũng giống nhau, không có gì thay đổi. Sau khoảng 7 phút thì kem đã bắt đầu bong rồi. Lúc này chúng ta sẽ cho thêm hương vị vào. Để làm kem có vị chanh dây thì mình sẽ dùng mứt chanh dây. Tại sao chúng ta phải cho kem vào thời điểm này mà không cho vào ngay từ lúc đầu luôn? Lý do là nếu chúng ta cho hương vị vào ở thời điểm kem đã bong rồi thì kem sẽ thơm, đậm mùi hương vị và lên màu cũng đẹp hơn. Mình đang dùng muỗng ăn cơm loại dài. Với công thức này thì mình cho vào đây khoảng 4 muỗng vuông. Cho nhiều thì kem sẽ lên màu đẹp hơn, nhưng mà nhiều quá thì kem sẽ bị chua và bị loãng. Cách làm mứt chanh dây thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả bên dưới video này. Cho mứt vào rồi thì mình sẽ tiếp tục đánh thêm khoảng 5 phút nữa cho đến khi nào kem đã thực sự bóng, mịn và bong xốp như thế này. Như vậy là sau tổng cộng khoảng 12 phút là chúng ta đã hoàn thành việc đánh kem. Nếu đánh kem bằng tay thì có thể sẽ lâu hơn tùy vào lực đánh của mỗi người. Một ưu điểm của phương pháp làm kem này đó chính là chúng ta có thể đánh kem thoải mái mà không sợ kem bị tách nước do đánh quá lâu. Kem này dùng để trang trí bánh sinh nhật hoặc là để làm hoa văn trang trí sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì kem không bị chảy khi để ở nhiệt độ phòng. Nhưng mà sẽ ngon hơn nếu ăn kem lạnh. Đây là mứt chanh dây, mình cho vào túi ni lông để viết chữ lên kem. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.
Mình không được khéo tay, cho nên bánh kem chỉ có ngoại hình tạm tạm như thế này thôi. Các bạn thông cảm nha. Điều quan trọng là ở chất lượng, kem ăn sẽ rất là ngon, không bị ngán. Các bạn đã làm qua kem này rồi thì tin chắc rằng sẽ không muốn mua kem ở bên ngoài nữa. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Forever free.